Alo. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai. Đây là Hitty đến từ game thủ màu 8, chắc ăn đâu 1 rồi. Có màn hình máy là chim sẻ. Và bây giờ thì anh đã không phải là người cầm Minwan nữa. Anh đã cầm Choi Son. Vâng, 4 đánh 1 xe đấu 5 trận. Thì 4 trận cầm Minwan. Và đã có nhiều người gọi chim là sẻ Minwan. Anh rất có duyên với Min. Và bây giờ thì đến với màn hình máy ở game thủ chim sẻ một bài cầm Choi Son. Bãi quả đầu 7 cây nhưng tìm thấy được hơi muộn. Và nó cũng không phải là quá đẹp. Và đây là màn hình máy ở game thủ nâu 1 là người được cầm Summerian. Như vậy là Van Ver là người cầm Hitty đầu cánh. Nâu 1 cầm Summerian. Hồng Anh. Phonesian. Một bài mà tôi nghĩ rằng hai nhà đánh cung sẽ lại nằm ra hết đầu cánh rồi. Chim sẻ dâng lờ. Summer game thủ nâu 1 cũng dâng lờ. Đôi voi rất gần với nhà. Một bài cầm Phonesian đến từ game thủ Hồng Anh. Bài này liệu rằng có đánh được cung hay không? Vâng, bên phía team Skynet trong trận đấu này tôi chỉ biết có mỗi Yugi là người được cầm Greg thôi. Bầu Đan cũng không chụp lại quân. Chính vì thế mà có lẽ chúng ta cùng phải đợi sau tơn lùa hiêu này Hồng Anh sẽ soi quân. No 1 thì sao? Hơi đen. Vơ sạc. Một bài cầm Hitty đến từ vơ. Có được một cánh rừng thông gần với mép bản đồ. Nhiều khả năng Gver sẽ cơ cấu chiếc S đầu tiên ở trong đấy. Và khung hốc luôn vào. Đây là màn hình máy ở game thủ chim sẻ. Một bài cầm Choi Son. Anh sẽ là người dâng lờ. Và đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa đủ đồ. Vẫn thiếu một bãi quả nữa. Đã có bãi quả phụ rồi nhưng tôi cần bãi quả nữa để cho chim sẻ có được con ngựa giò đầy đủ công giáp. Màn hình máy của Phonesian. Chứ tao đã được tặng F4 chưa? Thế cơ? Vâng, mà có lẽ chúng ta cùng quay lại với màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Một bài Hồng Anh được cầm Phonesian. Có lẽ đây là một bài mà tôi nghĩ rằng game thủ Hồng Anh sẽ là đánh cung R first ở trong trận đấu đầu tiên. Và sau đấy là anh sẽ phải chuyển cung Nga thôi. Một bài mà hốc là khá rộng. Để bao quát hết cái hốc này thì thật sự là rất tốn gỗ. 26 dân. Cái khe này là BB này. BM đóng chỗ nào? Úi dồi, còn cửa hậu nữa cơ. Không, khe này đóng hẳn BS. Như vậy là hốc này cũng được đấy. Hốc nhà game thủ Hồng Anh là cũng được đấy. Chim sẻ dâng là tốt là vẫn. Cửa thắng là vẫn cao. 2-3 dân rồi. Chim sẻ đã bắt đầu cắt 2 dân đi dâng lờ. Câu một con voi từ đâu đó về. Chim sẻ thì vẫn là như vậy. Vâng, cứ bất thình lình giật mình. Tự nhiên anh đi vớ được con voi đâu đó. Đừng đi vào mép bản đồ đấy chim ơi. Đi vào mép bản đồ đấy. Tí vào cái hốc của Hồng Anh đấy. Đúng rồi, đi vòng ra thôi. Đi vào mép bản đồ này gặp đúng hốc Hồng Anh nhọc lắm. Vâng, BM sẽ chỗ này. Một bài chúng ta có thể thấy rằng nhà Hồng Anh nó cũng chả có cái vẹo gì nhiều cả. Nhưng anh vẫn ép đời rất khét.
Vâng, bảo sao Hồng Anh vẫn cứ thấy, bảo sao Hồng Anh vẫn cứ thấy là một người mà thật sự khó chém. Rất khó chém mỗi khi mà game thủ Hồng Anh được cầm cung. Vâng, ép đời sớm, có cung tê sớm thì thật sự là để một con ngựa giò, để mà nói là có được một con ngựa giò đầy đủ cung giáp và chọc cũng chưa chắc chết được nhà Hồng Anh. Đấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Ép đời được cực tốt. Màn hình máy ở game thủ vơ. Anh đang có bài cầm Hitty và như vậy là ngựa giò game thủ à, ngựa giò của game thủ vâng, ngựa giò của game thủ à, màu ba đã bắt đầu chọc rồi. Quay trở lại với màn hình máy ở game thủ No 1. Timeline là 27/28. Cũng đánh cung. Như vậy là 3 cung trong trận đấu này. Còn chim sẻ thôi. Như vậy là nhà màu 1 là nhà đầu cánh như vậy. Màu 1 dường như là đầu cánh. Vâng, màu 1 đầu cánh. Kìa cung tê. À không, đấy là cung tê Hồng Anh nhưng không phải là cung tê của à cung tê BB, không phải cung tê Hồng Anh. Tưởng là cung tê Hồng Anh thì mới cần cẩn thận, nhưng mà ra đấy là cung tê của game thủ ấy. Game thủ BB. Rồi thì vào bãi vàng này làm 4 5 thằng dân đã. Cho nó mát máy. Như vậy là cung R của game thủ màu 4 đã đẩy ra rồi. Cung R màu 4 đã đẩy ra. Rất sớm sủa. Hồng Anh thì sao, có cung chưa? Hồng Anh cũng đang có cung và anh đang đấu cung và điều cung BB. Những con cung R đến từ hai game thủ 96. Hồng Anh có một con cung R còn rất ít máu nhưng chưa chết. F3 đi. À từ từ. Greek Min One, Pan và Egypt. Vâng, cung R4 điều với cung R Egypt mà Hồng Anh vẫn đang cân phèo. Rất tốt. Greek Min One, Pan và Egypt. Quân bên phía đội bạn là rất tuyển. Có mỗi Greek của game thủ Greek của game thủ Yugi thôi. Như vậy Greek Yugi thì cân luôn với lại Choi Son của game thủ chim sẻ. Vâng, trận đấu này một trận thi đấu mà nếu như chim sẻ chém tốt hơn game thủ Yugi thì cửa thắng ở cánh bên này là rất cao. Vâng, điều cung R là rất tốt đến từ game thủ Hồng Anh. Và trận đấu này anh cần phải tận dụng tốt điều đấy. Bởi vì cung R đối phương đó là cung R, đó là cung R Egypt. Dường như là game thủ Hồng Anh và chim sẻ cánh bên này vẫn đang có lợi thế. Kìa, chim sẻ giật quân lại đã. Đợi Hồng Anh. Tơn này nếu đẩy được thì tươi. Kìa, chim vào chém đây. Lại bị bùng. F3 một tơn nữa. Vâng, một tơn ảo như thế này là một tơn sẽ khiến cho Hồng Anh bị mất rất nhiều lợi thế. Một tơn bị lọt vào rất ảo. Và có lẽ là Yugi anh đi ở đường dưới. Vâng, một tơn lọt vào này thì mất nhà luôn. Ghi sai. Cánh bên kia chắc cũng không chém được. Hai nhà cùng đánh cung. Vâng, và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Thank you.
Một trận thi đấu mà Quân cũng khá được dành cho các thủ viên Team Game TV, nhưng sắp xếp là hơi xấu.